Giữa tâm bão, Lê Giang lên tiếng bên vực Lê Dương Bảo Lâm. Chẳng cần biết thật hư câu chuyện ra sao, Lê Giang vẫn sẵn sàng gửi đến Bảo Lâm sự đồng cảm và thương cảm chân thành. Đọc tin tức liên quan đến việc đàn em bị đánh khi làm từ thiện, Lê Giang đã lập tức chia sẻ với Lê Dương Bảo Lâm thông qua một bài viết cá nhân, khẳng định tin vào thánh livestream. Lê Giang không giấu khỏi những cảm xúc xót xa khi đàn em gặp hạn giữa lúc đang làm điều tốt. Ngoài an ủi, Lê Giang còn chân thành gửi đến Lê Dương Bảo Lâm lời chúc tốt đẹp, mong Bảo Lâm sẽ được trời phù hộ. Trời mưa, tôi ngồi đọc báo và xem clip của Lê Dương Bảo Lâm đi làm từ thiện mà bị đánh. Tôi thương em lắm, tôi tin em, trời phù hộ cho em. Lê Giang lên tiếng bên vực cho Lê Dương Bảo Lâm. Lê Giang thường thân thiết gọi thánh livestream là em trai ruột. Lê Giang và Lê Dương Bảo Lâm có mối quan hệ thân thiết khi cùng hoạt động trong làng giải trí Việt. Cả hai thường có duyên cùng làm việc trong nhiều chương trình và nhiều hoạt động. Trước đó, Lê Giang cũng từng nhiều lần bên vực và động viên đàn em khi thánh livestream dính vào nhiều ồn ào liên quan đến thái độ và cách ăn nói của mình. Bộ đôi có sự ăn ý khi hợp tác cùng nhau. Lê Giang tin tưởng Lê Dương Bảo Lâm chính là người bị hại trong ồn ào vừa qua. Vào ngày 10 tháng 6, thông tin Lê Dương Bảo Lâm bị đánh trên một phố khi đang phát cơm từ thiện đã khiến nhiều người xôn xao. Câu chuyện ngày càng trở nên ồn ào khi có hàng loạt nghi vấn cho rằng thánh livestream đang cố tình dàn dựng tất cả nhằm mục đích PR tên tuổi cho bản thân. Đáp lại những cáo buộc tự biên tự diễn từ một bộ phận công chúng, Lê Dương Bảo Lâm vừa qua cũng đã lên tiếng khẳng định việc anh bị đánh khi phát cơm từ thiện là hoàn toàn có thật. Anh cho biết việc bản thân không phản kháng hay đánh lại là để giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ, hoàn toàn không có chuyện anh dàn dựng quay phim lại để đánh bóng tên tuổi cá nhân. Dưới bài viết của Lê Giang liên quan đến ồn ào mới nhất của Lê Dương Bảo Lâm, vẫn xảy ra một cuộc tranh cãi liên quan đến việc thánh livestream diễn hay không diễn. Ngoài những bình luận ủng hộ Lê Giang, vẫn có nhiều khán giả khuyên cô nghệ sĩ hãy tìm hiểu rõ sự việc, đừng nên để lòng tốt bị đặt sai người. Khán giả tranh cãi kịch liệt quanh scandal bị đánh thật hay giả của Lê Dương Bảo Lâm.